Và sau một thời gian thì ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9, rất là vui mừng được chào đón sự hiện diện đông đủ của quý vị có mặt trong buổi ngày hôm nay để chính thức tuyên bố lễ cắt băng khánh thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe Tâm Sen. Cơ sở mà các bạn ấy chuẩn bị hết sức là chu đáo và hết sức đẹp. Mọi các cái đồ ở trong này có thể nói là rất là hợp lý và rất là bắt mắt cho khách hàng sau này. Hy vọng rằng là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Tâm Sen sẽ đem đến cho khách hàng những cái điều có ý nghĩa trong cái cuộc sống, đặc biệt là chăm sóc cho sức khỏe. Là mình hôm nay rất là ấn tượng với cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ cán bộ công nhân viên của Tâm Sen. Bản thân mình thì cũng đã sử dụng rất là nhiều dịch vụ liên quan đến làm đẹp và spa. Sự là có rất là nhiều cảm xúc ngày hôm nay khi mà đến tham dự với lễ khai trương của Tâm Sen. Một cái sự kết hợp rất hài hòa giữa một cách làm việc nghiêm túc của người Nhật và cái bài trí phong cách Á Đông. Điều thứ hai mà tôi muốn nói đấy là một cái thể hiện một cái tinh thần vì cộng đồng. Cái điều đấy là điều mà tôi rất trân trọng. Bình thường thì khi khỏe mạnh, người ta mơ đến rất nhiều điều. Thế nhưng mà lúc ốm đau thì họ chỉ mơ một điều duy nhất, đấy là sức khỏe. Thế tôi nghĩ là cái trung tâm Tâm Sen này sẽ là cái nơi mà chấp nối ước mơ cho những người Việt.